Anh cũng muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc gia không thể sánh bằng của Việt Nam. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Hello, Nguyễn Thành Đạt. Dạo này em còn rỗi là làm ở đó không ta? Hello, Dạ Cầm. Hello, Văn Thắng. Hello, mọi người. Em ra đi lòng anh vỡ tan. Phân tích bản cập nhật 11.8 này nha anh em. Bây giờ mình phân tích bản cập nhật 11.8 trước, rồi có gì mình sẽ tính sau. Thì cái bản 11.8 này, cái con Alpha nó giảm 2 dam á, thì cái chuyện đó nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc mà con Alpha nó vững mạnh. Tại vì khi mà muốn giảm sức mạnh một con nào đó thì phải giảm cái cơ chế hoặc là cái cách chơi của nó. Nè, con Ash thì giảm cái đúp 4 giây thì con Ash ban đầu bị nét sức mạnh rất là nhiều. 18 giây là cực kỳ quan trọng luôn nha, là con Ash nó giảm khả năng đi đường chút xíu. Tại vì hồi trước á, con Ash đó là hả nâng cái đúp xong rồi lấy cái mà mưa kiếm, xong rồi hả bắn được một cái xong đúp lên rồi bắn ba cái mưa kiếm rất là mạnh, cộng với cái phát bắn đơn thần bí nữa đó. Camille thì giảm sức mạnh, Camille thì cũng giảm sức mạnh ở cái nội tại, giảm đầu trận. Raven có một cái cơ chế mới à, nếu lốc xoáy tử vong kéo máu kẻ địch xuống dưới ngưỡng cộng dồn của ngưỡng mộ. Thí dụ như mà cộng dồn của ngưỡng mộ, ông đánh cái ngưỡng mộ ông tầm 500 máu đi, ông quy lên cái là nó chết liền. Mà nếu mà ông lên thêm cái súng hải tặc nữa, là nói chung là cái này cũng là cái mới nha, cũng giúp cho con Raven nó có hả cái khả năng tăng được cái sát thương ban đầu, tăng được cái sát thương dứt điểm ban đầu, từ đó lên được trang bị và hả tạo ra một cái sự snowball. Rồi Mundo thì cái Q vô quái rừng tối đa lên 350 đến 650. Rồi thì khi sử dụng là tất trừ 20 máu lớp, nhận theo lượng máu cơ bản tương đương 15 chấm máu đã mất. Hồi con Mundo là múp nữa nha, con Mundo đi rừng cũng khá là khỏe nha. Con Mundo hồi xưa thì dùng cái R là mất 20% máu, còn bây giờ thì không có bị mất 20% máu là thấy ngon rồi. Nhận thêm lượng máu lớn cơ bản tương đương là 15-20-25% máu đã mất trong vòng 10 giây là ngon. Con Fit á thì nó tăng khả năng đánh nhỏ lẻ hơn, là nó tăng khả năng đánh nhỏ lẻ hơn là khả năng bắt lẻ. Nó tăng khả năng đánh nhỏ lẻ, sát thương giảm trên đòn đánh là từ 4-1 thành 8-2, giảm sát thương với nguồn khác không đổi. Giảm sát thương đòn đánh thì sẽ được giảm nhiều hơn, nhưng mà sát thương nguồn từ những cái chiêu khác, ví dụ như là chiêu những cái chiêu mà một mục tiêu hay là nhiều mục tiêu á, thì nó sẽ khác được. Còn cái R là tôi thấy cái việc mà giảm sức mạnh với R nó không ảnh hưởng lắm, tại vì sát thương của con Fit á trong giao tranh á, nó phụ thuộc vô cái R, cái đúp rất là nhiều chứ không phải là cái R. Tại vì khi mà sử dụng cái R là tụi nó hay đồng hồ khác. Găng lăng thì tăng khả năng landing, do hôm bữa nép cái quy nhưng mà không mạnh, không có bình thường. Con Chase thì mạnh nên nó bị nép. Con Jin ít năng lượng của xương cá 16, 17, 18, 19, 20. Thật ra thì cũng không có giúp gì nhiều lắm, nhưng mà nó được một cái nó tăng 20% như vậy á. Nó tăng 20% được cái 20% đẩy đường. Kai'Sa e năng lượng tích tụ cũng vậy thôi, không có gì mạnh hết á. Con Kalista thì nó nép. Kama tăng giáp bình thường. Đa số bản này nè nó nép AD nhiều nhờ. Zenith nó tăng một con vàng AD, nó tăng con Raven, nó tăng con Zenith. Mấy con này thì cũng không tăng, cũng không nhiều. Lila hồi phục theo cấp giảm, hồi phục cơ bản giảm, nhưng mà được cái là hồi máu quái to tăng, cộng với lại cái thời gian tăng tốc độ di chuyển á nó nhiều. Mid Fortune thì tăng thêm 2 đợt bảo đạn.
cũng bình thường, không có gì ghê gớm đâu. Khi đèn giảm 2 giây cũng không giải quyết được vấn đề gì, cũng bình thường. Con Vizina, con Vizina thì nó tăng tốc độ đánh cơ bản, với lại tăng sát thương lên quái. Lên quái thì con Vizina sẽ bắt đầu được đi rừng trở lại. Tốc độ đánh cơ bản thì lên một cái nữa thì tốc độ đánh nhanh, cộng với cái việc mà chuyển đổi thiên nhiên á thì được tăng sức mạnh lên. Đánh vô con lính nó đau hơn. Con này trở lại, con rễ tông bây giờ thì nó sẽ không nằm trên tier 1 nữa. Nó bị giảm cái đúp nộ còn có 1 giây à. Đúp thường thì 0.5, con rễ tông đợt này giảm mạnh nha. Con rễ tông đó giờ nó mạnh đó là nhờ cái hả lát lên W. Bây giờ cái W giảm rồi là không có ngon nữa nha anh em. Rùm le thì trở lại được, rùm le thì trở lại đi rừng được. Nè, cái đúp còn 6 giây thì khi cái đúp còn 6 giây thì nó có thể tích nội tại ban đầu. Sinh dịch thì bây giờ con Soraka mới dâm. Con Soraka bây giờ cái rờ của nó xóa hiệu ứng vết thương sâu và mới hồi máu. Thì con Soraka hồi chưa tôi đánh cái một game đó, nó cực kỳ bá dơ miệng thuốc hoa nách luôn. Nó rờ cái nguyên tim nó lên một đống máu. Con này có thể trở lại trong môi trường chuyên nghiệp trong thời gian không xa nha. Và có thể sẽ hơi ok la trong chung kết thế giới đó. Chung kết thế giới đó dạy bản 11.18 là con Soraka hơi ok la đó. Talia sử dụng phi thạch đến mức độ sẽ trả lại 50% hồi kỹ năng. Nè con Talia bây giờ là ok nha, tại vì á bây giờ cái nội tại nó được giảm 50% kỹ năng cộng với là có một mana. Nó quy một cái có một mana dẫn đến nó có thể nó harass được. Nó harass được. Con Talon thì cái đúp dây 50% sát thương lên quái nên là hiện tại cũng có một cơ số ông là chơi con Talon đi rừng. Một cơ số ông là chơi con Talon đi rừng. Nhưng mà tôi thấy nó vẫn chưa hiệu quả lắm. Con Thresh thì bình thường. Thôi hư gì hết. Con Trun Đồ Le thì giảm cho làm chậm cái E cũng ảnh hưởng không có nhiều lắm. Con Twist thì cái R tăng lên 10 dam. Nói chung là cũng không búp, cái này nó cũng không có ảnh hưởng gì đến nhiều với việc con Tà Quýt. Tại vì con Tà Quýt đó giai đoạn nó yếu nhất là giai đoạn landing. Nhưng mà giai đoạn landing không có búp con Tà Quýt thì dẫn đến cái việc mà con Tà Quýt đó nó không có đi land được thì lấy gì bắn cơm mod. Con Urgot thì được trở lại nè, có thể trở lại nè. Nhưng mà cũng khó nha. Barret giảm 2 game, giảm tốc độ đánh, Barret nép đi. Nhưng mà con Barret nó vẫn lên kiểu sắc lọc hơi, nó vẫn ổn áp. Nó vẫn ổn áp nha. Yone thì tăng 50% giá trị cơ bản vô một con đầu tiên. Bây giờ 4 con là tăng 200%, 5 con là tăng 250% lá trắng là cũng khỏe đó, cũng bắt đầu có thể comeback trở lại đấy. Yumi thì nội tại búp Yumi hơi bị nhiều, nội tại level 1 giảm 4 giây là hơi bị nhiều đấy, mạnh đấy. Con Z thì mới là cái đáng nói, là con Z á giờ gây 100% cái thương quái. Con Z bây giờ ly rừng cực kỳ nhanh và nó ăn 6-7 tầm khoảng 3 phút 10 và nó có thể ra cua được. Thì con Z ở cái bản này nó có thể đi rừng, và con Z là cái con mà đặc biệt những cái con búp á rất là sợ, và đặc biệt là chủ lực. Ở meta này á, chủ lực đa số lên đồ theo kiểu khuôn khổ. Theo đồ lên một kiểu khuôn khổ thì cái việc cái con dép bây giờ cái món đầu tiên của nó lên là cái gì? Cái món đầu tiên của nó lên là cái kiếm Majumu. Thì anh em có thể thử được cái phong cách đó. Yui cũng sẽ trả lời nè, giảm cái bóng ngủ 4 giây ở giai đoạn đầu là một cái con số rất là lớn đối với Yui, và đồng thời là giảm cuối thêm 2 giây nữa thì làm cho cái khả năng bóc của con Yui nó trở nên mạnh lên rất là nhiều, và con Yui chắc chắn sẽ trở lại trong đấu trường chung kết thế giới và một và sẽ là một trong những con mà sẽ rất là hot đấy. Rìu mảng xà không có tác dụng lên trụ, cái kiếm ông mu này cũng là ok nè. Kiếm ông mu bây giờ là cũng có một cơ số con sẽ đi lên kiếm Amu giai đoạn đầu để kiểm soát, nó sẽ ok hơn. Nên kiếm Amu có thể là một cái lựa chọn rất là tốt. Và cái món tiếp theo, cái tiếp theo là thú săn mồi sẽ tăng tốc di chuyển 60% và cái thời gian vẫn có một, và thì những con có thú săn mồi có khả năng nó trở lại rất là nhiều. Thì bây giờ tôi bắt đầu là tôi sẽ đánh giá tia Ire đối với tôi vẫn S nha.
Redstone do nó bị giảm cái cơ chế stun nên bây giờ tôi cho nó thành A. Nó chưa, nó không được S đâu. Không được S đâu mấy ông. Yasuo hả? Khỏi nói rồi, Yasuo là S cộng rồi tôi cho Yasuo luôn nha. Riêng đứng là S cộng. Chứ S không có đủ tầm. C. Tôi thấy là tôi khá đầy đủ luôn rồi đó. Nocturne bây giờ không đi lane được, khả năng clean của Nocturne quá yếu. Đi lane thì vẫn được, nhưng mà nó hơi bị khó. Nó hơi bị khó trong quá vấn đề liên linh. Alao vẫn quá yếu, Alao bình thường à, Alao cho C à. Tại vì Alao chỉ hơn được mấy con dưới đây thôi. Khá đầy và đủ rồi đó anh em. Khá đủ và đẩy rồi đó. Đó là đó là top lane nha. Jungle bây giờ nè. Để tôi quăng theo đúng chuẩn meta này. Lee Sin vẫn mạnh bình thường nha anh em. Nidalee A nha anh em. Nidalee hiện tại khá khỏe cho vị trí jungle lane. Những con nào là đi á là nó không có phụ thuộc, nó không có nằm trong meta. Và hiện tại nó rất là khó chơi và khó mang chiến thắng cho anh em lắm nha. Có những con á, nó thuộc dạng A, tại sao cho lên A? Tại vì nó mang giá trị của việc ban bích. Ngoài cái chuyện bản thân nó là một con rừng, đi rừng khỏe, thì nó còn có phụ thuộc với cái vấn đề ban bích nữa. Mấy anh em hiểu ý tôi không? Yasuo họ còn nói rồi, Yasuo lúc nào cũng S mà anh em. Yasuo đi online 5 vị trí, hạng S hết, cân mọi kèo. Xin giao rớt xuống B rồi. Thật ra cũng xin giao cũng A được đấy. Sao nãy giờ tôi coi đi coi lại. À đây, Talon cho tôi đây, Talon cho lên B nha. À đây. Con chết A. Con Ray. Đây, khá đầy đủ rồi đó anh em. Trundle thì không có khỏe lắm. Thật sự Trundle thì hiện tại không có khỏe. Con này thì vẫn có thể nằm ở tầm A. Con Viego thì vẫn thể tầm A. Con Trundle thì C thôi. Ở đâu rồi? Trundle C. Redside cũng C. Khá đầy đủ rồi đó anh em. À con bò cạp của tôi nữa, con bò cạp của tôi nữa. Con bò cạp do cái thú săn mồi nó trở lại nó lên B nè. Con Ramos có thể lên B luôn. Những con nào sử dụng cái thú săn mồi thì có khả năng lên B rất là cao. Đây là bản jungle lane anh em. Con cào cào yếu xìu à. Cào cào bây giờ không có comeback được đâu. Rồi Yorick làm sao đi rừng được mà Yorick hả? Bây giờ Midland ở thời điểm bây giờ nha. C nè D nè A nè D nè P nè P nè, con này thì để dùng để đánh với kèo hai con này nè, ngát cô dùng để đánh với hai con này thì có thể xếp nó vào P S. Talia trở lại thành A cho anh em, tại vì cơ bản là Talia bây giờ nó bắt đầu cái khả năng landing của nó bắt đầu khỏe hơn. Đứng ra xù họ khỏi đó rồi. Cocky hả? Cocky đang meta, Cocky lên cái gì mà meta? Sao thông tin đó tôi không biết vậy? Chạy CD mid không có khỏe, chạy CD mid bây giờ bình thường yếu xìu à. Tại sao Cocky lại là meta? Nó chỉ là cái này hay là nói ông, nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là một cái gọi là phân luồng. Phân luồng, tại sao gọi là phân luồng? Cocky búa rìu thần kiếm tim băng là tôi chơi rồi. Hôm bữa tôi chơi rồi mấy ông không thấy hả? Bữa tôi chơi con Cocky búa rìu thần kiếm tim băng lâu rồi. Tại vì con Cocky nó sẽ đi khỏe với lại là Galio, nó đi được với lại con Archie nè, nó farm nè, nó farm một hồi thì dam của nó nhiều hơn, với lại những cái tình huống mà nó có bơm á thì nó khỏe hơn. Chứ nó không phải thật sự gọi là meta đó mấy ông. Tràn răng luôn hả?
con Cookie này tôi sẽ check lại rồi tôi đưa thông tin cho anh em sau nha. Chứ hiện tại thì tôi thấy nó cũng bình thường lắm chứ nó không có vấn đề gì ghê gớm. Yumi đi mid gì mấy ông nội. Mid này vậy là khá đội đầy đủ rồi. Reset đi. Ê con cá nữa, con cá. Ờ con cá của tôi có rồi, con cá được búp. Con GF nữa chứ. Con GF vẫn là B nha anh em. Ê con John nữa. Con John bắt đầu trở lại nha, John B nha. Nó búp những con đó thì phải có những con đó trong mạng mới cập nhật chứ anh em. Rồi. Bây giờ hồi nãy là top. Mid. À top. Top chưa ta? Top rồi, trung gồ rồi, mid rồi, bây giờ là tới AD. Tới AD. Thì ở thời điểm này thật sự là tôi không thấy con AD nào nó mang tính chất gọi là hủy diệt. Có con Lucian trở lại AD nè, nó đang ở CS nè. Con Lucian nó trở lại CS. Con Sena thì ở TP thôi. Con Ash thì rớt xuống TA. TP luôn. Raven thì lên được TA. Cắt lên vẫn TA. Jin A. Cái bảng này là TA hơi nhiều. Bảng này thì TA hơi nhiều nha anh em. Tại nó phụ thuộc vô cái việc mà hả bên Riot búp như thế nào. TS thì TA thì nhiều, còn cái khoảng cách chứ trên là TS thì con Alpha vẫn TS, mặc dù nó bị giảm 200 nhưng nó bên TS khá đủ đầy rồi. Mid Fortune thì TP thôi. Shinra AD không có khỏe, Shinra AD bình thường à. Nó phụ thuộc cho người chơi nhiều quá. AD là tôi cảm thấy như vậy là ok la đó. Asuka này TC à, TD luôn á, yếu xìu à. Yasuo nữa nè em, Yasuo TS nha. Yasuo lúc nào có TS nha anh em. Zeke bây giờ rất là khó chơi, tại vì cơ bản là những con này nó đang trở lại thì Zeke rất là khó chơi. Rồi tiếp theo là Spot. Amumu hiện tại TS cho anh em, Amumu hiện tại đang trở lại rất là nhiều mà mọi người có thể test thử Amumu, nó cũng khá là khỏe đấy. Soraka cực kỳ khó chịu anh em, nếu mà biết chơi Soraka, Soraka cực kỳ khó chịu. Những con búp bây giờ nó đang bắt đầu trở lại và bắt đầu mạnh rồi anh em. Để tôi tìm game tôi để tôi để support thử. Blitzrun là con bài tình huống rồi, không có tính rồi. Con Kama và TP, con Kama bây giờ vẫn được, vẫn chơi được TP. Gì vậy? Trên lệch rồi. Như vậy là khá đầy đủ với anh em rồi đó. Ê con Yumi nữa, con Yumi lên TA nha. Những con búp bây giờ nó đang được búp rất là nhiều và đang trở lại, nó có thể ngang cơ chứ những con này. Và khi mà thi đấu nhiều á và game thủ một bít á. À Yasuo thì thôi khỏi nói, Yasuo khỏi bàn anh em sao vậy. Yasuo lúc nào cũng TS mà anh em sao anh em quên à. Tâm Ken yếu lắm, Tâm Ken TC à, chán đời lắm. Rồi nè anh em coi giùm tôi nha, sắp tới chung kết thế giới có phải những con này nó sẽ hot không nha. Phải những con này nó hot không nha, anh em để ý giùm tôi nha. John Lila một cặp. Cặp thứ nhất John Lila nha. Cặp thứ hai Shinra Lee Sin với Shinra G4. Cặp thứ hai. Cặp thứ ba Varus với lại Soraka hoặc là Ezreal Soraka.
hoặc là Alpha Soraka. Cặp thứ ba, nhìn tổng thể, nhìn tổng thể. Cặp thứ tư, Alpha Amumu, Alpha Amumu hoặc là Mid Photon Amumu hoặc là Varus Amumu.